Bị nói hàng trăm người bị bắt hoặc mất tích trong 7 tháng ga kiểm soát Kherson Video ghi là tàu không ghi lái Ukraine tấn công hải cảng Nga Bộ trưởng Quốc phòng Canada nói Ukraine đang thắng thế trong giao tranh với Nga Báo Đức cho rằng lũ pháo uy lực BZS-2000 không thể phát huy sức mạnh ở Ukraine Mặt khác, Điện Kremlin cho biết phương Tây có thể sắp xếp đối thoại giữa Moscow và Kiev. Tin tức khác, chi tiết bất ngờ trong lúc lãnh đạo Triều Tiên giám sát vụ phóng tên lửa khoái vật. Máy bay va chạm xe cứu hỏa ở Peru, ít nhất hai người thiệt mạng. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu từ Đại học Yale với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa đưa ra báo cáo rằng hàng trăm người đã bị bắt giam hoặc bất tích ở tỉnh Kherson của Ukraine trong thời gian Nga kiểm soát khu vực này. Theo Reuters, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ có đoạn viết, Nga phải dừng chiến dịch quân sự và rút quân về nước trong cuộc xung đột phi nghĩa này. Moscow sẽ không thể chiến thắng dù áp dụng bất kỳ chiến thuật tuyệt vọng nào. Báo cáo Đại học Giao công bố ngày 18 tháng 11 cho rằng, có khoảng 226 người ở tỉnh miền Nam Kherson đã bị bắt giam hoặc bất tích từ tháng 3 đến tháng 10 năm nay, bao gồm 5 người qua đời trong lúc bị bắt giam hoặc ít lâu sau khi được phóng kích. Nga vào tuần trước rút quân khỏi bờ Tây sông Dnipro, bao gồm khu vực thành phố Kherson. Moscow nói họ tuyệt đối không nhắm mục tiêu vào dân thường hay thực hiện hành vi tội ác trong xung đột. Điện Kremlin chưa phản ứng về báo cáo của Đại học Giao và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. trên quân sự the Drive cho hay nhiều kênh truyền thông và mạng xã hội nga đang lan truyền một đoạn phim ghi là tàu không người của ukraine tấn công vào một hải cảng của nga trên biển đen theo The Drive, đoạn phim có vẻ như được trích xuất từ camera an ninh CCTV ở cảng Seskaris thuộc thành phố Novorossiensk của Nga. Trong clip, các ô tô đang chạy trên đường thì bất ngờ một vụ nổ xảy ra ở phía xa của bến cảng. Hiện không thể xác định loại tàu không người lái được dùng trong vụ tấn công. Một đoạn phim thứ hai đã cho thấy góc quay khác về vụ nổ. Trang The Drive cho biết, Ukraine bị cáo buộc đã triển khai các tàu không người lái có thiết kế khá giống với thuyền kayak và di chuyển được khoảng 800 km để tiến hành vụ tấn công chưa từng có tiền lệ nhằm vào quân cảng Sevastopol của Nga hồi tháng 10. Moscow cho rằng vụ tấn công này của Ukraine không thành công, trong khi Kiev không xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm trong vụ việc. Reuters đưa tin, thông qua chiến dịch gây quỹ đang tiến hành, giới chức Ukraine hy vọng có thể mua thêm 100 tàu mặt nước tự lái. Những chiếc tàu này được đẩy đi bằng động cơ phản lực, chúng còn được gắn nhiều hệ thống camera hệ thống liên lạc tầm xa và cảm biến kích nổ, với tốc độ tối đa lên tới 80 km một giờ, rất nhanh đối với một tàu mặt nước và tải trọng chiến đấu là hơn 180 kg. Những chiếc tàu tự hành này là đối tượng nguy hiểm đối với những tàu mặt nước và cơ sở hạ tầng cảng biển của Nga. Một trong những tàu tự hành như vậy đã được nhìn thấy lần đầu tiên khi nó dạt vào bờ biển ở bán đảo Crimea vào tháng 9, trang The Drive viết. Hiện Nga và Ukraine đều chưa đưa ra bình luận về đoạn phim ghi là vụ nổ ở hải cảng thuộc thành phố Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Canada ngày 18 tháng 11 đều quan điểm quân đội Ukraine đang thắng thế trong xung đột với Nga, hãng AP đưa tin. Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand đã đưa ra bình luận tại sự kiện thường niên diễn đàn an ninh quốc tế Halifax thu hút sự tham gia của nhiều quan chức quốc phòng và an ninh phương Tây. Bà Anan phát biểu, tinh thần và quyết tâm của người dân Ukraine cùng Tổng thống Zelensky tiếp tục truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi. Lực lượng vũ trang của Ukraine có mục tiêu, có kỷ luật và được huấn luyện tốt hơn trước. Họ cũng đang thắng thế. Theo hãng tin AP, Nga đã lui binh ở nhiều nơi sau gần 9 tháng giao tranh. Gần đây, Moscow thông báo rút quân chiến lược ở thành phố miền Nam Kherson. Tuy nhiên, Nga đang tăng cường tập kích ở các cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Canada cũng nói thêm rằng, Giới chức Nga đã tính toán sai về phản ứng của phương Tây. Theo bà Anand, xung đột ở Đông Âu đã giúp củng cố sự đoàn kết của NATO và khiến khối liên minh xác định lại mục tiêu tồn tại của mình. Nga cho biết sẽ đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, dù là trên các mặt trận hay thông qua giải pháp đối thoại. Gần đây, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích Kiev tri hoãn đàm phán bằng việc đưa ra các điều kiện hòa bình không thực tế. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gửi thông điệp rằng phương Tây đừng phí công chờ đợi Moscow cạn kỳ vũ khí vì Nga luôn có đủ thiết bị tiên tiến cho nhiệm vụ quân sự đặc biệt. Tờ Der Spiegel của Đức mới đây cho rằng pháo tử hành BZH-2000, loại pháo được cho là có uy lực hàng đầu thế giới mà Berlin viện trợ cho Kiev, lại đang bộc lộ điểm yếu ở Ukraine. Một phần nguyên nhân là do Đức không có đủ các bộ phận thiết bị gửi cho Ukraine để đảm bảo lũ pháo có thể phát huy hiệu quả tối đa. Đức đã gửi cho Ukraine 14 khẩu pháo tự hành tiên tiến BZH-2000, nhưng vấn đề chỉ xuất hiện khi lực lượng của Kiev sử dụng chúng trong chiến đấu. Các khẩu pháo được bảo trì kém, một số gặp lỗi về truyền nhận tín hiệu hồi tháng 7. 6 khẩu pháo đã phải đưa tới Litva để sửa chữa. Báo Der Spiegel ngày 18 tháng 11 cho biết, sau đó chỉ có 5 pháo được gửi lại cho Ukraine. Quân đội Đức và ngành công nghiệp vũ khí của nước này đã không có đủ các bộ phận cương thiết để sửa chữa các khẩu pháo. Vì vậy, các kỹ sư đã phải chấp nhận tháo rời một phần khẩu pháo, lấy các bộ phận trong đó để sửa chữa cho những chiếc còn lại. Chính phủ Đức đã nắm thông tin về sự thiếu hụt như vậy từ cuối mùa hè. Điều đó khiến Berlin cũng chật vật trong kế hoạch thành lập một trung tâm sửa chữa vũ khí ở Slovakia. Tờ báo Đức cho biết thêm, theo dự kiến ban đầu, trung tâm này dùng để bảo trì lũ pháo và hệ thống phòng không mà Berlin gửi cho Ukraine. Theo tờ Der Spiegel, giới chức Đức ước tính Ukraine bắn ra khoảng 300 phát pháo từ mỗi hệ thống BZH-2000 mỗi ngày. Được biết, tần suất bắn 100 pháo mỗi ngày đã được đánh giá là ở mức sử dụng cao. Hiện do thiếu hụt vũ khí, Ukraine đã phải nạp đạn bằng các loại pháo có năng lực kém hơn. Trong bài phỏng vấn mới với tờ Newsweek, đại sứ Nga tại Mỹ ông Antonoly Antonov cáo buộc chính phủ Ukraine đang cố gắng kích động các cuộc đụng độ trực tiếp giữa Nga và NATO đại sứ Antonov nói với tờ báo Mỹ, giới chức Ukraine không chỉ cầu xin Washington cung cấp thêm viện trợ quân sự mà còn đang nỗ lực kích động chạm trán quân sự giữa liên bang nga với NATO. Ông Antonov nói thêm, phương Tây cũng có nỗ lực ngớ ngẩn để đổ lỗi mọi thứ cho nga, điều đó càng khuyến khích Kiev lộng hành và đưa ra nhiều cáo buộc vô căn cứ. Phát biểu của ông Antonov đưa ra sau khi tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định tên lửa nga đã rơi xuống khu vực lãnh thổ phía đông Ba Lan, cho thấy đòn công kích vào an ninh tập thể của phương Tây. Trái lại, Ba Lan, Mỹ và các nước đồng minh đều nhận định tên lửa phòng không của Ukraine đã gặp sự cố và bay lạc sang làng biên giới Brzezwodo của Ba Lan vào ngày 15 tháng 11 khiến hai người thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định nước này không hề liên quan trong vụ tên lửa rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, đồng thời nhận định vũ khí trong sự việc là một tên lửa phòng không S-300 của không quân Ukraine. Sau đó, Bộ Ngoại giao Nga gọi những phát ngôn của Kiev là sự khiêu khích trắng trợn. Trong một động thái khác, Điện Kremlin mới đây nói rằng phương Tây có thể giúp tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay. Phát ngôn viên Điện Kremlin ngày 18 tháng 1 nói trong cuộc họp báo ở Moscow rằng sự liên lạc với phương Tây có thể giúp củng cố và thắt chặt các yếu tố tích cực cho đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, bởi vì Kiev luôn thực hiện sát sao mọi chỉ dẫn của phương Tây. Ông Peskov cũng bình luận về phát ngôn của chính trị gia người Ý Silvio Berlusconi, người đã đề nghị thu hút sự chú ý của Tổng thống Nga Vladimir Putin về tham gia đàm phán. Ông Peskov cho rằng, điều cần thiết là phải đưa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới bàn đối thoại. Trước đó, Moscow đã liên tục chỉ trích ông Zelensky vì loại trừ khả năng đàm phán với Tổng thống Putin. Mặt khác về vấn đề nghị quyết của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đưa ra hôm 17 tháng 11 kêu gọi Nga rút binh sĩ khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraina, Ông Peskov cho biết, Moscow sẽ giữ liên lạc với cơ quan giám sát quốc tế. Phát ngôn viên Kremlin cũng đề cập đến một tuyên bố mà Thụy Điển đưa ra vào ngày 18 tháng 11, xác nhận rằng các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream là mục tiêu bị phá hoại trong các vụ nổ. Ông Peskov cho rằng, tuyên bố của Thụy Điển giống hệt những gì mà tình báo Nga đã công khai ngay sau vụ việc. Điều rất quan trọng là không thể dừng lại việc điều tra, nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau vụ phá hoại này, ông Peskov nói thêm. Khi được hỏi về khả năng khôi phục các đường ống, ông Peskov cho biết, trước tiên các chuyên gia cần phải đánh giá tình trạng và thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng. Thưa quý vị, theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào hôm 18 tháng 11 để thảo luận về vấn đề hợp tác an ninh và năng lượng. Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời cam kết rằng Kiev sẽ luôn quyết tâm đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Erdogan, chúng tôi đã hoan nghênh sự đồng thuận của các bên cho việc gia hạn thỏa thuận ngũ cốc, ông Zelensky viết trên Twitter của mình. Được biết, cuộc gọi giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra sau các nhà đàm phán từ Kiev và Moscow nhất trí gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen, nhằm giảm, giảm bớt tình trạng thiếu hụt lương thực toàn cầu. Tôi rất biết ơn ông Erdogan vì đã ủng hộ sáng kiến ngũ cốc Biển Đen và cam kết rằng Ukraine sẽ là quốc gia đảm bảo cho sự ổn định lương thực. Ngoài ra, chúng tôi còn thảo luận về vấn đề an ninh và hợp tác năng lượng, ông Zelensky nói thêm. Theo Reuters, Ga bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ phóng kích tay lái buôn vũ khí Victor Bo nếu hai bên Moscow và Washington tiến tới thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân. Nga và Mỹ đang xem xét khả năng trao đổi tù nhân để những người Mỹ bị giam giữ ở Nga, bao gồm Gosha bóng rổ Britney Jenner có thể trở về nước. Ngược lại, Nga muốn phía Mỹ thả ông Victor Bo, một tay buôn bán vũ khí từ Nga. Hãng tin Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryakov cho biết, tôi hy vọng rằng điều này không chỉ có triển vọng mà còn được củng cố và sẽ đến lúc chúng tôi đạt được một thỏa thuận cụ thể. Victor nằm trong những người đang được cân nhắc và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào một kết quả tích cực. Ông Ryakov nói thêm rằng, người Mỹ đang thực hiện một số hoạt động bên ngoài. Chúng tôi đang làm việc một cách chuyên nghiệp thông qua một kênh đặc biệt được thiết kế cho hoạt động này. Được bệnh danh là lái buôn tử thần và trùm lách luật trừng phạt. Ông Bo là một trong những người bị truy nã gắt gao nhất thế giới trước khi bị bắt năm 2000. 2008 với nhiều cáo buộc liên quan đến buôn bán vũ khí. Chuyển sang các tin tức khác, thưa quý vị, Reuters ngày 19 tháng 11 đưa tin Triều Tiên khẳng định họ đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Hwasong Son-17 mới. Các nhà phân tích cho rằng đây có thể là vụ phóng thử thành công đầu tiên của hệ thống này sau khi có nhiều nghi ngờ về những tuyên bố của Bình Dưỡng trước đó. Đáng chú ý, những hình ảnh mới nhất còn cho thấy lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nắm tay con gái thi sát vụ phóng. Reuters cho hay, sở dĩ Hoa Song 17 được bệnh danh là quái vật bởi nó là tên lửa lớn nhất được trang bị hạt nhân của Triều Tiên và là ICBM chạy bằng nhiên liệu lỏng di động lớn nhất thế giới. Đường kính của tên lửa ước tính từ 2,4 đến 2,5 mét và tổng khối lượng khi được cung cấp đầy đủ nhiên liệu có khả năng nằm trong khoảng 80.000 đến 110.000 kg. Theo trang web chuyên theo dõi về Triều Tiên là 30 North có trụ sở tại Mỹ, hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết tên lửa được phóng thử ngày 18 tháng 11 đã bay gần 1.000 km trong khoảng 6 69 phút và đạt độ cao tối đa là 6.041 km. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Habada nói rằng Hoa Son 17 có thể bay tới 15.000 km, đủ để vươn tới lục địa Mỹ. Triều Tiên trước đó tuyên bố phóng tự thành công Hwasong-17 lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 3 năm nay. Truyền thông nhà nước Triều Tiên kia ấy đưa tin tên lửa đã bay trong 67,5 phút với tầm bắn 1.090 km và độ cao tối đa là 6.248,5 km. Đáng chú ý, những hình ảnh mới nhất cho thấy ông Kim Jong-un nắm tay con gái khi thị sát ICBM. Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy con gái của ông Kim Jong-un tại một sự kiện công khai. Điều này có ý nghĩa rất lớn và thể hiện mức độ thoải mái nhất định từ phía ông Kim Jong-un trong việc đưa con gái xuất hiện trước công chúng theo cách như vậy. Ông Michael Madden, một chuyên gia về lãnh đạo Triều Tiên tại trung tâm Stimson có trụ sở tại Mỹ cho biết, ông Kim Jong-un được cho là có ba người con, hai gái và một trai. Nhà lãnh đạo Triều Tiên luôn kính tiếng khi nói về gia đình. Thưa quý vị, theo Reuters, một máy bay của hãng Latam Airlines đã va chạm với một xe cứu hỏa trên đường băng trong lúc cất cánh từ sân bay ở thủ đô Lima của Peru vào thứ Sáu, 18 tháng 11. Sự việc khiến hai lính cứu hỏa thiệt mạng, hãng hàng không cho biết. Cảnh quay từ một hành khách trên chuyến bay gần đó cho thấy một cục khói bốc ra từ chiếc máy bay bị rơi trên đường băng. Bộ Y tế Peru lúc 7 giờ tối ngày 18 tháng 11 theo giờ địa phương cho biết, 20 hành khách đang được điều trị tại một phòng khám và ít nhất hai người gặp tình trạng nghiêm trọng. Hãng hàng không thông báo không có hành khách thay thành viên phi hành đoàn nào thiệt mạng. Hiện không rõ tại sao xe cứu hỏa lại đi vào đường băng trong khi máy bay đang cất cánh. Văn không công tố cho biết họ đang điều tra vụ việc theo hướng một vụ ngộ sát tiềm tàng. Nhiều người dân ở phía tây bang New York, bị đã thức dậy, nhìn thấy tuyết rơi dày tới 60cm trong ngày 18 tháng 11. Dự báo tuyết và gió lạnh thổi từ hồ Erie có thể tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới, theo Reuters. Những trận gió lốc có thể kéo dài đến hết Chủ nhật ngày 20 tháng 11, gây nên đợt tuyết phủ dày lên tới 140cm ở một số nơi của bang New York. Cho đến thứ Sáu ngày 18 tháng 11, tuyết dày tích tụ đã gây bất điện đối với một số khách hàng. Đường cao tốc New York Tollway cũng phải thông tỏa một số đoạn và một vài chuyến bay bị hủy ở sân bay quốc tế Buffalo Niagara. Mặc dù vậy, nhiều người dân ở miền Tây New York đã quen với thời tiết mùa đông đôi khi còn khắc kiệt hơn, dường như không hề cảm thấy bối rối. Reuters đã quay được cảnh một số người lái xe địa hình, hay còn gọi là ATV, đã hào hứng đi trên những con đường trắng xóa của thành phố Buffalo giữa trời bão tuyết. Hạt Erie đã đóng cửa văn phòng chính quyền vào thứ Sáu, mặc dù các nhân viên thiết yếu vẫn phải đi làm. Trường công lập Buffalo, ngôi trường lớn thứ hai của tiểu bang với 32.000 học sinh, đã hủy bỏ tất cả các lớp học và đóng cửa văn phòng vào thứ Sáu. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!